Hội Liên Phụ Nữ thành phố Long Khánh đã đến thăm tặng quà ba mẹ Việt Nam anh hùng tại phường Bảo Vinh, Xuân Trung và phường Xuân Lập. Tại gia đình các mẹ Việt Nam anh hùng, đoàn đã thăm hỏi tình hình sức khỏe các mẹ và chúc các mẹ luôn sống vui, sống khỏe, làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu. Nhân dịp này, đoàn đã gửi tặng mỗi mẹ một phần quà trị giá 700.000 đồng, động viên các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương Long Khánh ngày càng giàu đẹp, văn minh.